Thì trong buổi học ngày hôm nay, Trung tâm Tư vấn Khoa học và Kinh tế SAECO sẽ giới thiệu với bọn em về môn gọi là khoa học về phân tích dữ liệu kinh tế bằng ngôn ngữ A cơ bản. Và giáo viên là anh Vũ Đức Trung. Hôm nay sẽ phổ biến một số nội quy của lớp học như sau. Đó. Thì trong lớp của chúng ta sẽ chỉ có một vài nội quy cơ bản như thế này thôi. Thì cái đầu tiên anh yêu cầu với các bạn đó chúng ta cần phải tham dự đúng giờ, đúng không? Tham dự lớp học đúng giờ. Và nếu như các bạn có xin vắng có phép ấy, thì các bạn hãy thông báo cho giáo viên ít nhất là 1 tiếng trước khi nghỉ. Đó. Và một yêu cầu nữa đó là chúng ta hạn chế sử dụng điện thoại trong giờ học. Và cuối cùng đó là chúng ta cố gắng giữ yên lặng khi giáo viên đang giảng dạy. Nếu như có ý kiến gì thì các bạn có thể giơ tay phát biểu. Và anh sẽ phổ biến thêm cho các bạn một số về cái thông tin cũng như là thời lượng của khóa học về phân tích dữ liệu kinh tế với ngôn ngữ A. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ điểm danh trong 5 phút đầu giờ và khóa học của chúng ta sẽ kéo dài trong thời gian là 10 buổi. Mỗi buổi kéo dài trong 2 tiếng và thời gian break giữa mỗi ca là 10 phút. Đó. Và thời lượng buổi của chúng ta thì sẽ đan xen giữa việc học kiến thức và thực hành. Oh, ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải làm rõ một vài những cái vấn đề. Khoa học của chúng ta tên là khoa học phân tích dữ liệu kinh tế bằng ngôn ngữ A cơ bản đúng không? Thì bây giờ chúng ta cần phải làm rõ vấn đề rằng phân tích dữ liệu là cái gì? Đó. Thì các bạn có thể thấy như trên slide anh đang trình chiếu này, thì phân tích nó là một quá trình đúng không? Một quá trình làm sạch, chuyển đổi, kiểm tra, mô hình hóa và đưa ra những dự đoán. Thì những cái bước như anh vừa kể trên ấy, nó dùng để hỗ trợ chúng ta đưa ra những cái dự đoán đúng không? Ví dụ chúng ta có một khối dữ liệu chẳng hạn, thì làm sao để chúng ta đưa ra một cái dự đoán trong tương lai hay là một cái xu hướng của thị trường như là đó đấy, như là cùng một cái khối dữ liệu nhưng mà ai có thể tìm ra được những cái thông tin hữu ích từ những cái thông tin đó thì nó sẽ hỗ trợ đắc lực cho việc ra quyết định chính xác hơn đó. Thì quá trình phân tích dữ liệu trong quá trình phân tích dữ liệu về kinh tế như thế này thì chúng ta không thể thiếu những cái là những cái công cụ. Không, những cái công cụ để chúng ta sử dụng để phân tích dữ liệu thì sẽ có rất nhiều công cụ mà chúng ta có thể sử dụng để phân tích dữ liệu và nó sẽ chia ra làm 5 nhánh chính, đó là công cụ thống kê, công cụ trực quan hóa dữ liệu, công cụ lập trình, công cụ truy vấn cơ sở dữ liệu và cuối cùng là một hệ thống phân tích thống kê. Ok, chúng ta sẽ đi qua từng phần cơ bản nhất. Ví dụ như ở những công cụ thống kê thì các bạn có thấy đầu tiên đó là Excel đúng không? Đó, phần mềm rất là cơ bản mà gần như mọi người ai cũng biết. Đó. Ok. Ngoài ra thì còn có những phần mềm khác như là FPS hay Strata. Đó. Tiếp theo, xíu. Anh xin lỗi nha. Ngoài ra thì còn có những cái công cụ về trực quan hóa dữ liệu như là Power BI. Thì cái này thì trung tâm SAECO cũng có một khóa học liên quan đến Power BI thì các bạn có thể cân nhắc chúng ta tham gia. Thì Power BI nó là một cái công cụ cũng khá là mạnh để chúng ta có thể trực quan hóa dữ liệu đúng không? Dữ liệu của chúng ta là những cái con số, những cái bảng biểu hay những cái data frame. Nhưng mà tuy nhiên để trực quan hóa hơn chúng ta phải chuyển nó thành những cái cha hoặc là những cái file chẳng hạn. Đó thì chúng ta có thể sử dụng cái Power BI này. Hay là những công cụ mạnh hơn ví dụ như Google Data Studio hay là Metabase. Tiếp theo chúng ta sẽ đến những công cụ khác, đó là những công cụ về lập trình. Đó. Một công cụ lập trình mà có thể các bạn cũng đã biết, ví dụ như là MATLAB chẳng hạn đúng không? Python, đó, nó đều những ngôn ngữ lập trình rất là chuyên sâu và phổ biến. Ngoài ra thì còn có cả những ngôn ngữ lập trình như A và C và C cộng cộng. Mỗi một ngôn ngữ lập trình đều sẽ có một thế mạnh nhất định riêng. Ví dụ như MATLAB thì nó có một giao diện đồ họa rất là dễ sử dụng. Python thì nó có độ linh hoạt về những cái thư viện này, những cái câu lệnh đúng không? Chúng ta có thể chúng ta có thể import rất là nhiều file bằng Python. A cũng như vậy. A và Python đang là hai ngôn ngữ sử dụng để phân tích dữ liệu rất là mạnh. C và C cộng cộng. Cái này thì có thể các bạn sẽ ít khi biết bởi vì các bạn thường sẽ chỉ nhìn thấy là C và C cộng cộng dùng để lập trình những ví dụ như game đúng không? Nhưng mà một điểm mạnh rất mạnh của C và C cộng cộng đó là tốc độ xử lý rất nhanh. Nhanh hơn Python đến khoảng tầm 60 đến 70 lần. Đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với hệ thống công cụ truy vấn cơ sở dữ liệu hay gọi là SQL, nó gọi là
quên, Structure Query Language, nghĩa là ngôn ngữ truy vấn cấu trúc. Đó, thì đối với hệ thống cơ sở dữ liệu này thì chúng ta sẽ truy vấn bằng những cái câu lệnh được thiết đặt riêng. Là chúng ta sẽ tìm hiểu trong những cái buổi sau. Và cuối cùng là một cái hệ thống phân tích thống kê. Hệ thống phân tích thống kê này thì chúng ta sẽ cũng sẽ hoạt động dựa trên những cái câu lệnh thôi. Đó. Ok, thì các bạn có thêm có những cái câu hỏi gì không để anh có thể giải đáp à? Bạn Vi có câu hỏi nào không? Ok. Thế em thử phân tích cho anh là tại ví dụ nhé, anh có một khối dữ liệu rất là lớn, ví dụ khoảng tầm 10 GB đi. Đó. Thì giữa Excel và Python thì cái nào nó tối ưu hơn? Để phân tích thôi. Để phân tích mang nó mang tính tối ưu hơn. Chính xác. Bởi vì anh có thể giải thích nhanh nhá, bởi vì đối với những công cụ về ví dụ như công cụ thống kê như Excel này này hay kể cả là MATLAB chẳng hạn thì nó sử dụng giao diện đồ họa người dùng. Đó, nhưng Python và A thì nó sử dụng câu lệnh sử dụng cấu trúc dòng lệnh. Đó. Cấu trúc dòng lệnh nó có một ưu điểm đó là nó sẽ xử lý nhanh hơn so với cấu trúc giao diện đồ họa hay mình gọi là GUI ấy. Đó. Ok, thì bây giờ thì chúng ta sẽ xem một phần, chúng ta sẽ so sánh về tại sao thì A nó lại mạnh cho việc phân tích dữ liệu. Chào em. Theo như các bạn thấy trong cái biểu đồ ấy thì anh đã phân tích ra những cái điểm mạnh và điểm yếu của từng cái phần mềm sử dụng để phân tích dữ liệu như ví dụ như FPSS này, SAA hay Stata hay A. Đó, thì các bạn có thể thấy rằng là trong cái phần A và cái SAA này thì nó chủ yếu là dùng code đúng không? Nên sẽ nó hơi khó sử dụng. Nhưng tuy nhiên nó có một điểm là nó rất mạnh và toàn diện. Bởi vì nó sử dụng code để ra lệnh mà, đúng không? Thì nó sẽ thực thi nhanh hơn so với những cái công cụ sử dụng giao diện đồ họa như FPSS và Stata. Nhưng mà điểm mạnh của FPSS và Stata thì nó là nó dễ học và dễ sử dụng hơn rất nhiều, đúng không? Nó có những hình ảnh, những cái công cụ, những cái tool. Nào. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi chuyên sâu hơn về ngôn ngữ lập trình A. Thì một cái điểm mạnh của A mà chúng ta sẽ không thể không nhắc tới đó là A là một cái phần mềm hoàn toàn miễn phí và nó dùng để cho mục đích phân tích, thống kê, mô tả. Đó. Và thứ hai, phần mềm A là một công cụ rất mạnh cho thống kê và big data. Ví dụ như chúng ta load những cái file dữ liệu rất là lớn thì A và Python hay là những ngôn ngữ lập trình ấy, bao giờ thì nó cũng sẽ load dữ liệu hay là import dữ liệu sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Đó. Với những Excel chúng ta load thì một cái file khoảng tầm 5 GB mất khoảng tầm 30 giây. A với Python nó load chỉ khoảng tầm 1-2 giây. Đó. Thứ hai, A nó là ngôn ngữ thông dịch mã nguồn mở và nó có rất nhiều những cái thư viện mạnh bởi vì nó tương tự như Python vậy. A thì nó có khoảng tầm 110, anh không nhớ, nhớ không nhầm thì khoảng tầm 160.000 những cái thư viện và mã nguồn mở. Đó, chúng ta có thể tải về và nó hỗ trợ rất là đắc lực cho chúng ta trong quá trình chúng ta phân tích dữ liệu. Và cuối cùng và tiếp theo, A thì nó là một cái platform independent, nghĩa là nó là một cái cấu trúc độc lập. Nghĩa là nó là một cái gói dữ liệu và nó có một cái cấu trúc độc lập, nghĩa là nó có thể chạy trên bất kỳ một cái hệ điều hành nào chúng ta cũng có thể chạy được. Ví dụ như những cái máy tính của như các em ấy thì nó có thể chạy là Windows, macOS đúng không, hoặc là Linux chẳng hạn. Đó, hay là thậm chí kể cả những cái máy chủ, những cái server, những cái máy chủ mà ra chạy cloud ấy, đó, hay chạy những cái website ấy, thì nó cũng sẽ chạy trên hệ điều hành cá nhân là Linux hoặc là Unix đúng không, nó rất là nhẹ. Và cuối cùng thì A nó là một ngôn ngữ Turing Complete. Thì cái thuật ngữ Turing Complete này thì nó dùng để mô tả một cái ngôn ngữ lập trình, bản chất là một cái phần mềm thôi. Ngôn ngữ lập trình bản chất nó là một cái phần mềm mà nó có thể xây dựng tất cả những cái thuật toán để chạy bất kỳ một cái chương trình nào. Đó, đó là một cái điểm mạnh của A. Nghĩa là A các em có thể xây dựng bất kỳ một cái thuật toán nào mà các em muốn
miễn là các em có một cái idea, một cái ý tưởng, đúng không? Và cuối cùng thì anh sẽ đưa ra đó là chúng ta có thể, A này có thể chạy tích hợp với rất nhiều ngôn ngữ cũng như là nguồn dữ liệu, ví dụ như C, C cộng cộng, Python, hay là chúng ta có thể import dữ liệu từ FPDS chẳng hạn cũng được, rất nhiều. Ok, sang bước tiếp theo thì chúng ta sẽ tới về việc chúng ta sẽ cài đặt A và A Studio để khai báo biến trong A. Thì để khai báo biến trong A thì ban đầu chúng ta sẽ phải có gồm 3 bước. Đầu tiên là khai báo một cái biến, tiếp theo là sử dụng một cái toán tử gọi toán tử gán, đúng không? Và bước số 3 là truyền giá trị vào cái biến đấy. Các bạn có thể tưởng tượng ví dụ như cái biến nó giống như một cái hộp chẳng hạn đấy, đúng không? Chúng ta tạo ra một cái biến giống như một cái hộp. Còn giá trị thì mà chúng ta muốn gán cho cái biến đấy thì giống như một cái quả bóng chẳng hạn. Chúng ta đặt một quả bóng vào trong một cái hộp. Đó. Thì ok, bây giờ chúng ta sẽ sang những cái phần về những loại dữ liệu. Tiếp theo là chúng ta sẽ tới về phần những loại dữ liệu. Những loại dữ liệu trong A thì nó sẽ chia ra làm 6 loại dữ liệu chính. Đó là character, là ký tự, numeric là dữ liệu số, integer là về số nguyên, logical là về biến logic á. Đó, complex là về những cái là về biến số thực, hay raw là về nó gọi là raw thì nó là về những cái gọi nhỉ, những cái định dạng nó như này, nó hơi khó để giải thích. Lệnh raw trong cái A Studio nó dùng để chuyển đổi một cái dạng dữ liệu sang một dạng dữ liệu mã hóa khác. Ok, cái này thì mình sẽ thực hành, mình sẽ hiểu rõ hơn. Ok, đầu tiên chúng ta đến với một cái biến gọi biến character. Okay. Character thì nó là biến ký tự ấy. Biến character trong A thì nó có các dạng như ví dụ như những chữ cái, ký tự hay là biểu tượng. Bất kỳ một cái giá trị nào mà được viết trong một cái dấu ngoặc đơn hoặc hay là ngoặc kép trong A thì nó đều được coi là một string hoặc một cái string ấy. Đó. Thì bên trong A nó sẽ lưu trữ mọi cái chuỗi trong dấu ngoặc kép. Đó. Ví dụ như bạn Việt bạn vừa hỏi là tại sao A lại biết rằng cái A nó biết rằng cái biến mà anh truyền vào là một cái string, đúng không? Bởi vì anh đặt những cái biến này, anh đặt những cái giá trị trong một cái dấu ngoặc đơn hoặc kép thì nó sẽ mặc định rằng nó sẽ hiểu rằng đấy là một cái string. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một số những quy tắc khi mà chúng ta khai báo những cái biến character, biến ký tự. Đó. Phần này thì nó sẽ hơi rắc rối. Thì tí nữa chúng ta sẽ vào thực hành thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Ok. Hay chúng ta thực hành luôn nhỉ? Các bạn như các bạn thấy trên cái khoa anh đang chiếu này. Xin lỗi. Về cách chúng ta nối những cái chuỗi ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng hàm pet hoặc là pet of đều được. Pet không ấy, đều được. Trong cái cú pháp của hàm pet này thì chúng ta sẽ thấy rằng là đầu tiên chúng ta sẽ là pet mở ngoặc, sau đó chúng ta sẽ truyền vào những cái string vào trong cái dấu ba chấm này. Chúng ta sẽ gán rất nhiều những cái string, có thể một cái hoặc nhiều cái đều được. Sau khi chúng ta đã thêm tất cả những cái string mà chúng ta cần vào rồi thì sẽ tiếp theo sẽ là cái dấu phẩy, tiếp theo một cái lệnh sep. Đó, cái lệnh sep này thì chúng ta sẽ dùng thêm một số những cái chuỗi ký tự để chúng ta tách, dùng để phân tách những cái điều kiện đó. Và cuối cùng là một cái concept là một chuỗi các ký tự tùy chọn dùng để phân tách kết quả. Nghe thì nó hơi khó hiểu đúng không? Ta sẽ sang cái phần ví dụ cho nó dễ hiểu hơn.